Vâng, em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay lên sóng cho các bác con Innova nhá, sản xuất 2014 nhá, form mới đẹp long lanh nhá. Con này 2.0 anh em nhá. Loanh quanh có 360 triệu. Anh em thấy đắt hay rẻ nhỉ? 360 triệu là anh em đã có một con Innova rồi á. Sản xuất 2014 đẹp long lanh, biển 21. Anh em Yên Bái chào tất cả mọi người nhá. Anh em Yên Bái đâu nhỉ? Về mua con này về đi quá là yên tâm luôn này. Một con xe 7 chỗ rộng rãi. Anh em về đi gia đình hoặc chạy dịch vụ yên tâm luôn nhá. Con này bản E nhá anh em nhá. Quá đẹp này, long lanh. Đèn đóm này, quá là chất luôn. Nốp nắp thì mới cả dàn rồi anh em. Nốp nắp này anh em phải đi mấy năm nữa nhá. La răng bóng dáng này, anh em nhìn quả phanh đĩa của nó chưa? Nét căng luôn. Đấy, xe quá là chất luôn rồi. 7 chỗ rộng rãi, đi gia đình hoặc về chạy dịch vụ là yên tâm luôn. Tắt đi cánh cửa này. Quá là nét luôn. Các bác lấy con này về đi, em đảm bảo các bác là quá lành, quá bền luôn, rộng rãi. Đằng sau nhá, nếu mà mình không ngồi đấy, mình dâng cái cốp lên, rộng rãi tha hồ để đồ luôn. Trần thì bác chủ cũ là thanh niên, bác đã độ lên cả trần 3D rồi. Nhìn rất là chất luôn nhá, đẹp long lanh. Màn hình này, màn hình thì to xịn luôn rồi. Cam lùi cảm biến đầy đủ các bác nhá, cam hành trình đầy đủ luôn. Đây các bác yên tâm, đi con này yên tâm rồi. Vô lăng nó đẹp này, các bác nhìn này, 2014 quá nét rồi. Xuất sắc luôn, xe này xuất sắc luôn. Tay phanh cần số này. Cần số thì bác chủ cũ bác cẩn thận, bác bọc thêm cái cải ra nhé. Anh nào không thích bóc cái này ra thôi nhá. Để đấy cho nó đẹp. Đấy. Thật này, nhìn chất không? Anh em nhìn. Tắt mì cửa, nét thật. Người ta dùng cái này vân gỗ, đẹp, nét. Bộ ghế này nhìn cũng chất luôn này. Đấy, để tổng thể một con xe anh quanh có hơn 300 triệu. Được 2014 nhá, bản E xịn nhá. Đấy. Lốp nào anh em nhìn. Quá là chất luôn. Tổng thể một con xe hơn 300 này là quá rẻ, biển 21. Anh em Yên Bái đâu nhỉ? Cốp này. Đấy. Để mà nhá, anh em là nếu mà không ngồi đến ghế này nhá, để lên chở đồ thoải mái này. Về chở hoa quả hay là đựng cái gì đấy. Rộng cũng 7 chỗ. Đấy, xe đẹp thật. Đấy cũng đang lanh quanh cái cửa tiền có hơn 300 thôi, nhưng mà phải nói là cái dòng Toyota sản xuất rằng Innova này nó rộng rãi đẹp. Nhìn cái vô lăng nhìn đã thế này là sướng rồi. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Đáng đồng tiền bát gạo. Đấy, nét này mà. Sàn trang bị sàn 3D rồi các bác nhá. Quá là chất, quá là sạch sẽ luôn, đẹp. Đúng rồi, nhà bác nào đông người đi lại nhiều cứ chơi dòng này cho em. Quá là lành luôn. Đăng kiểm vào đến tháng 4 2023 nhá. Đấy, tổng thể một xe nét. Để em quay về phần máy cho anh em xem nhá. Để mà máy nói về cái dòng này thì nó cũng quá lành rồi. Bền. Lành bền. Tiết kiệm nhiên liệu. Phần máy đây các bác nhá. Máy thì đại chất luôn rồi. Máy lổ thì thầm luôn. Để 2014 thì nói chung máy mặc của nó là quá ngon anh em ạ. Nét căng luôn. Đấy các bác nghe, em đang nổ máy mà máy nó êm này mà. Đúng là bỏ ra hơn 300 triệu thì đúng là chơi cái dòng này, đúng là vừa lành vừa bền, tiết kiệm nhiên liệu. Lanh quanh một con Innova nhá. 2014 form mới. 300 hơn 300 chút nhá. Bác nào kết thì cho em suy nghĩ đăng ký kênh nhá. Số điện thoại em là 0966 862 666. Em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái, tư vấn tất cả các dòng xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ các bác nhá.